Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Chess 125, một bản nâng cấp đến từ nước bạn, toát ra được một cái chất gì đó khác lạ. Cái chiếc Chess 125 đến từ Malaysia chính là một trong nhiều mơ ước thứ thiệt của anh em đam mê xe độ ở Việt Nam, với rất nhiều bản độ cực kỳ chất. Nhưng liệu có bao giờ anh em thắc mắc rằng cái dòng Chess 125 tại quê nhà Malaysia sẽ được người bản xứ độ chưa? Bắt đầu từ giờ tay lái, chúng ta nhận thấy cái cụm thắng lẫn cụm con xin của cái mẫu xe này đã bị thay mới bằng cụm của Rainbow KTM, đi cùng với cụm con cùng đương hiệu cũng sản xuất của xe KTM. Cái vô số sản phẩm được cái mẫu xe cào cào nên chúng ta có kích thước nó nhỏ gọn, đem lại khả năng bóp thắng lẫn bóp con rất linh hoạt. Phía bên trong hiện diện một cái bộ cụm tăng tốc TCM để cốt gắn hành trình ga, cùng với cái cụm công tắc sẽ bị thay mới bằng cái công tắc chính hãng của Yamaha xuất hiện trên những dòng như TX 110 hay MT15 vân. Cái diện mạo của dàn chân Chess hôm nay trở nên uyển chuyển hơn rất nhiều, với một bộ mâm của Daytona hàng hiệu kết hợp chất lự với một lực nhôm đặc biệt nên có trọng lượng rất nhẹ. Khi chúng ta thấy nó ăn tiền ở chỗ là nằm cái kiểu dáng thể thao tương tự như các dòng mâm của Marchesini, cái dạng cây chữ Y. Đi thắng nguyên bản của chiếc Chess với đường kính là 260 được người chủ đã hoàn toàn là bỏ, thay vào đó là một cái chiếc đĩa thắng hoàn toàn mới, đường kính chỉ có 220. Để điều hòa lực thắng khi nâng cấp cái dòng heo 8.1 Racing 4 bit, có một lực thắng rất mạnh và ưu việt, không tạo cái cảm giác bị giật khiến ta di chuyển trong những điều kiện đường xá đông đúc. Hệ thống thắng sau của chiếc Chess hôm nay gồm có phần bay đập Fumler đang chịu nhiệm vụ truyền tải cái lực thắng cho cái con heo của Fumler 2 bit đằng sau. Đĩa thắng ở phía sau cái kiểu dáng cũng tương tự phía trước, với cái đường kính thì nhỏ hơn, chỉ dừng ở mức là 190. Cái độ ổn định dàn chân sau được cường hóa bởi bộ cấp nhôm CC đi cùng phục sọc Rasi, hay sẽ trực tiêu được cái lưỡng bị quẩy đu cá khi chúng ta đề bạt quá nhanh. Hệ thống ống xả chiếc xe làm từ hợp kim titan sặc sỡ, đến từ cố AM nổi tiếng, âm thanh cực kỳ đánh thép và quy lực. Chỉ có điều với cái phần bụng bô thì quá to, người chủ sẽ phải cực kỳ cẩn thận để giảm rủi ro sẽ ra hiện tượng bị cả cứng khi chúng ta leo lề hoặc đèo dốc. Khi chiêm ngưỡng cái chiếc Chess được nâng cấp hôm nay, có lẽ không khó để anh em nhận ra những chi tiết nhỏ tổng thể là không được chăm chút như những tác phẩm độ xe ở Việt Nam. Bởi dù gì chăng nữa, Malaysia trị giá Chess 125 chỉ là cái mẫu xe bình dân với mức giá vài chục triệu chứ không phải là vài trăm triệu như ở Việt Nam. Nên cũng không quá khó hiểu khi cái chiếc Chess 125 nó không được nâng niu tại quê nhà Malaysia. Winner 110, một cái bản nâng cấp cực kỳ tâm huyết đến từ người chủ có tâm. Trào lưu chơi xe độ Việt Nam đang phát triển rộng, đặc biệt là những dòng con tài đến từ Honda có cái tên là Winner. Mẫu xe này được nhiều tín đồ Honda lựa chọn làm hộ xứng tầm của cái chiếc XT10. Hiểu rõ hơn cái sự lâu cuốn cái chiếc Winner đời hôm nay, chúng ta hãy cùng xem bản động dưới đây. Với cái sự hiện diện của chiếc XT10 cách đây đã hơn 4 năm, cuối cùng thì Yamaha XT10 cũng đã có một khẩu xứng tầm trong cúp là Underbone con tại thể thao. Sau cho mình kiểu dáng xe phổ thông, thay vì là cái dòng Nuker Underbone thì quá là cá tính như Sonic hay là Suzuki Raider, XT10 trông nó hiền lành và tiện dụng hơn trong cái cuộc sống hàng ngày. Cái mẫu xe này đã nhanh chóng được Yamaha lựa chọn một khoảng thời gian ngắn khi ra mắt. Cộng đồng chơi XT cũng ngày càng phát triển ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á cũng có nhiều cộng đồng chơi cái mẫu xe này, và những phụ tùng chính hãng cao cấp như Rainbow Holding đã ra đời, với lượng đồ chơi được thiết kế dành cho Winner cũng ngày càng nhiều hơn. Những người đam mê dòng này có thể tự do cá nhân hóa chiếc xe, phố kép sao cho có những bản độ cho riêng mình. Tại Việt Nam hiện nay xuất hiện rất nhiều tượng chơi câu lạc bộ hội nhóm về cái dòng Winner. Cái hãng như Sài Gòn có câu lạc bộ đang hoạt động rất là mạnh là Winner Quick and Queen. Sân chơi này được thiết lập với tiêu chí ban đầu giao lưu học hỏi, chế ngự được cái vì đó là mới của chiếc Winner, mong muốn tạo ra cái dòng Winner hài hòa về mặt kiểu dáng lẫn khả năng vận hành. Một thành viên trong câu lạc bộ đã quyết định chọn mới con xe của mình. Bản đồ trong clip hôm nay cũng khá là đặc sắc, với cái cam màu xanh lam liền lạc cùng với bộ tem kép tạo ra cái sự nổi bật tổng thể cực kỳ đơn giản. Đây là cái điều thú vị trên bản đồ hôm nay. Hai bên tay lái có cái sự giúp đỡ một cái bộ đôi của Rainbow như cái cụm phanh Costa 2.9 đi cùng với cụm con của Rainbow Blitz. Hai món đồ chơi này tăng thêm cái chút hiệu quả khi làm việc ở phanh và con, và điều kiện vận hành thì cũng khác nhau.
Cái chiếc Winner ở dạng nguyên bản vốn đã có cặp mâm 6 cây kép cũng khá đẹp, nhưng Baker vẫn quyết định thay mới cho em ấy bằng một hiệu đến từ Traceboy với 5 cây đậm chất thể thao hơn, nhìn nó cứng chiếc xe hơn. Độ bám đường thì được tăng cường với một cái cặp lớp Michelin Zip Pro. Chúng ta vẫn thấy cái độ chất khi nhìn vào dàn chưa nâng cấp. Phanh trước tận dụng cái heo dẫn Rainbow 2 đế xứng logo lớn màu đỏ đi cùng đĩa đồ chơi. Để hoàn thiện cái con heo phải thông qua phát nhôm CNC chuyển đổi từ 6 lỗ ốc về còn 4 lỗ, sau đó đi nhuộm đen và các phát nhôm CNC được cố định với heo dầu và độ chính xác cũng rất cao. Toàn bộ chi tiết bắt ốc được thay mới bằng ốc rô ti cái màu xanh độc bảo. Xe đẹp khỏe thì chơi rất là thích với những cái cú quýt ga rất là nhiệt tình. Vậy đồng nghĩa với việc phải cân nhắc lại hệ thống ổn định và cân bằng thân xe, tạo cho một cái sự an toàn khi kiểm soát. Che sau cũng cần phải được nâng cấp, đó là một cái phục hồi đinh bình ga rời với chiều cao rất là tốt và có nhiều cấp độ tình chỉnh cho phù hợp cho từng trang trại. Chấm dưới bánh trước thì cái chiếc Winner hôm nay cũng được hoàn thiện với con heo Rainbow 2 bánh xứng logo đớn quay ngược ở phía sau, được sự hỗ trợ của bắt nhôm CC. Thực tế thì heo sim thì không quay được như cái dòng heo Rainbow bởi phần lưng nó hoàn toàn kín, không có khe hở. Còn đó cái dòng Rainbow thì lượng trọng lượng nó nhẹ, phần lưng heo có chút giữ bố và có khe hở, giúp đứt cát có động lại trong heo sau thời gian dài sử dụng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, share, subscribe.